Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây rìu VIP mới nhặt hòm săn zombie V4 các kiểu con đà điểu luôn. Hôm nay thì mình sẽ chơi phòng 16 người. Thanh niên kia lấp ló thì đấy làm cái gì thì không biết. Phòng 16 người nên em cứ xác định là sẽ... Ủa, gì ấy? Clip này sẽ chạy sấp mặt lờ thay vì nhặt hòm. Rồi, nói đùa tí thôi chứ lát nó đuổi thì kinh lắm anh em ạ. Ủa, kinh quá. Rồi, rồi đông zombie thế này. Mình có cảm giác như mình lạc lõng giữa bầy zombie. Héo lời. Ở cho em xin cái hòm cái, đừng đuổi theo. Im ơi. Ôi thôi thôi thôi, nó nhìn vào cái hòm thế kia thì không dám đi trước mặt anh ấy. Nguy hiểm. Rồi gì đây? Rồi, một băng zombie do Cương Thi dẫn đầu. Rồi bạn là trùm rồi, bạn nguy hiểm quá cơ. Rồi nhặt được TMP thì bố thằng nào đuổi theo được. Đây đây đây, ném bom chuẩn thế chứ lị. Vào đúng người, tuyệt vời. Gì đây? Ôi, mốc lốp này. Đây mới gọi là trình đẳng cấp mốc lốp của zombie là đây. Nguy hiểm quá. Ôi, này thì mốc này cưng. Ôi, lách nhá. Hứa hẹn, tổ lái sẽ rất là bá đạo trong hiệp này. Tổ lái các kiểu đi luôn một rắn. Gì đây? Hết giờ rồi. Vâng, hôm nay nhặt hòm nên xác định là sẽ có cận chiến rất là nhiều. Nên anh em cứ theo dõi đi ạ. Chắc chắn là sẽ liều mạng cận chiến nhiều cho anh em xem. Rồi, còn thành công hay không là tùy duyên, ăn hên hoặc xui. Rồi, từ từ á. Kiếm cái chỗ đứng cho nó tỉnh táo bớt đã. Bình tĩnh lại đã. Suy tính những cái mức đi của mình tiếp theo. Rồi, mình cảm giác như những bước đi chập chững của mình nó không được tốt. Rồi, có AFK này. Ăn AFK trước thôi. Thế thôi. Rồi, AFK đơn giản lắm anh em ạ. Rồi. Ui, mày ơi. Mình không ngờ ăn AFK lại khó đến như thế. Rồi, đang nhép nháp ăn thì bị con Cương Thi nó phá. Khủng khiếp thật. Rồi thôi, chị Cương Thi ơi, chị tha em với. Em còn ăn mới chứ. Thế này thì em vỡ mồm à. Thôi, hòm đây. Cái điện bơi, rồi nó có cái gì này. Cạn lời. Đây đây đây, hòm tiếp theo. Mong là có. Thế meo là chơi khắm lộ. Ui. Hòm tiếp tế hay hòm tiếp rác đây? Xin hỏi nhà phát hành là hòm tiếp tế hay là hòm tiếp rác? Thế meo không có súng nhặt còn khắm lộ hơn nữa. Rồi gì đây? Rồi Cương Thi kìa, đâu rồi? Ô, chạy rồi à? Kinh thế. Cứ tưởng là nhây cơ. Nhây thì mình sẽ lại đi sau lưng và chém sấp mặt thôi. Thôi, AFK không nên ăn. Khó lắm. Đừng đùa. Sấp mặt đấy. Hàng này. Rồi, vẫn không có gì. Em héo lời rồi. Rồi mình sẽ quyết tâm liều mạng nhặt cái hòm cuối cùng. Rồi, chị Cương đi, chị ấy kênh dữ quá anh em ạ. Rồi, TMPSS, tuyệt vời. Bố mày lại sợ chúng mày quá đấy. Rồi té thôi. Không nhây làm gì. Cái bà Cương Thi này bà ấy nhây cực luôn ý. Tôi thấy cái mặt mình. Ô cái gì đấy bạn ấy. Đừng nhây. Tao đánh sấp mặt đấy. Đừng đùa. Đúng rồi. Nhâm nháy rồi vẫn nhây. Tao lại sợ mày quá cơ. Đừng đùa với NT. Rồi đứng thẩm thôi. Ê, hàng nhấp nháy đâu mà lắm thế này. Kinh vãi. Ôi, ngước mặt lên trời. Toàn hàng nhấp nháy. Khủng khiếp thật. Thế này thì chỉ có giết người. Ơ tí không tí nữa lại có hàng rồi. Thế giờ chúng ta sẽ cùng đếm được tiếp theo. Đấy, thằng nào thái độ lồi lõm là chém cái điều vào mồm ngay. Ôi, bung lụa các kiểu mà không thành công. Một vài bung lụa thất bại. Thất bại liên hoàn. Ôi rồi đen cho bạn rồi. Đen cho bạn rồi. Ôi đừng ngắm mình mà. Ôi mình cầm Venus kích thích quá anh em ạ. Anh em cứ xác định là cầm nhân vật VIP vào phòng là anh em sẽ bị chú ý toàn bộ ánh mắt đến từ zombie. Chắc chắn luôn. Ôi té 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 té. Rồi nhìn kia không biết là lách cái gì. Chặn chặn đầu mình. Thiếu đường gì em trai.
thiếu gì đường em chạy. Chết nhầm. Hỏi Hòm lên. Hòm thì đi liều mạng thôi. Kinh Minh thì... Ủa, kình vai. Ngước mặt lại phía sau thì một lũ nhấp nháy cũng đuổi theo. Rồi RPK VIP tuyệt vời. Bố mẹ sợ chúng mày quá đấy. Nên đứng chỗ nào bắn cho nó tuyệt vời đây. Ủa, nhây. Không được. Gì cơ? Quay lại. Ô, không thấy kìa. Trời ơi, mất mặt rồi. Rồi, mình sẽ qua bên thùng hàng tẩm du đi. Cho nó nhiều kill. Qua bên đấy thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Ủa ơi, cái điện mới. Yeah. Hết cả hồn. Rồi, biết thế mình không biến. Từ áo các bạn. Bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính. Này thì lồi lõm với bố này. Rồi thằng Tơ sao yếu ấy nhỉ. Mày nhây này cưng. Ô cái gì ấy, đừng đùa. Làm gì mà càng. Ô sao lại hết thằng này hết thằng khác này nhỉ. Ôi đông quá. Ôi cạn lời. Và đấy mình nhây quá. Biết thế mình lao ra là mình sống rồi. Mình đứng nhây trong đấy là zombie nó ập vào mình chết. Quá nhây. Cái tội tham thì thâm. Người xưa đó đã có câu như thế rồi mà vẫn còn nhây. Gì ấy, liếc cái gì. Zombie đấy. Rồi trận này zombie cảm giác hơi bị nát anh em ạ. Rồi anh em đây cover nhiều lắm. Rồi parkour này như thần ạ. lấy đà của năm, nó thụt lùi lại lấy đà thế méo rồi bị rớt luôn. Cạn lời. Hòm mày. Ơ sao lại hòm mới không có gì nhỉ. Méo hiểu tại sao nhập Y10 hòm mà 9 hòm mà toàn rác rồi. Cạn lời. À thơm. RPK VIP. Rồi trước khi nhặt các bạn nên cầu nguyện thì sẽ thành công. Rồi ai. Anh Cương thì anh bớt bắt bài ấy nhá. Tao lại sợ mày quá ấy. Rớt xuống nào. Ôi ai bảo rớt xuống chậm quá. Mình cứ tưởng nó đứng dai nên mình bắn luôn. Ê mèo vẫn rớt xuống. Rồi lại đây. Lại đây em ơi. Đấy chúng ta lại thuộc về nhau rồi. Khi mà con rìu này găm vào mồm bạn, đấy chính là lúc mà chúng ta thuộc về nhau. Đây rồi. Úi dồi, mất giáp. Thôi không sao, ăn được 1-2 mạng. Tuyệt vời. Đi kiếm những con hàng khác nào. Úi dồi, con hàng đâu rồi, AK nhiều đấy. Đúng rồi, chém đặc biệt thì tuyệt vời hơn. Chém thường thì những cái lúc mà cận chiến nó gấp thôi. Đây, hàng đây. Úi dồi, thơm thế chứ lị. Nát phòng rồi. Kinh quá. Đây, đừng. What the, xa quá. Không được rồi, chắc mình sẽ la liều mạng. La liếm hết luôn. Úi dồi, sao lại bắn hết. Từ xem nào. Không được rồi, hết giờ. Chúng ta sẽ đến với trận cuối. Sau hiệp này mình không bị đuổi chạy nhiều nhỉ. Mình có cảm giác như mình ít bị đuổi theo hơn. Những hiệp đầu bị đuổi dã man. Còn những hiệp sau thì cận chiến rất là tuyệt vời. Không biết hiệp cuối cùng này nó sẽ như thế nào đây. Hoành tráng như thế nào. Lên 2-3 rộ. Ôi. Sao lại dùng bay nát thế này nhỉ. Lung linh nó phải lên luôn nhỉ. Đây lung linh nó tắt luôn thế này. Rồi cảm giác như hiệp này sẽ là dùng bay rất là nát.
nó cao đúng thằng mình cận chiến cạn lời, mình vẫn nhớ cái tên lúc nãy. Rồi bây giờ đến cái phiên hòm tiếp tế, không có gì, cái gì mới. Rồi TMP, cái hòm chỗ này luôn luôn đưa ra cho mình TMP, quá tuyệt vời. Thằng nào ném bom ấy, mình không phải zombie bạn ấy. Đấy, lừa tình nguy hiểm. Úi dồi ôi, lừa tình đấy, các bạn lại nguy hiểm quá cơ, tao lại sợ chúng mày quá đấy. Ôi lỡ tay, lỡ tay mày nhây, mày nhây với bố tụi con ạ. À, mày cái gì mới, tao cũng vẻ rách nào ăn của mình nhá. Úi ôi vãi, nó liếm sạch hàng của mình luôn ạ. À, khô rồi đấy, cover đi, cover đi, cover đi. Cái điện mới, trời ơi, thằng mất dạy, thằng cún ạ. À, nó liếm hết hàng của mình luôn ạ. À, khô lời rồi. Rồi lại đây, tao sợ mày quá đấy. Cái điện mới, cái thằng ba dết đâu nó bắn linh tinh áp. Rồi không thể tin được, hàng nó nuốt sạch. Rồi đổi hàng luôn. Úi dồi, kiếp quá. Ôi thằng 3Z khốn nạn, tính cận chiến tí mà không được. Rồi anh em bớt phá lại, khổ cái. Ê meo nào, muốn cận chiến tí thôi mà. Hết giờ bá rồi, cho mình sẽ ra giữa chơi luôn. Ra giữa chơi luôn. Rồi gì đây, tao lại sợ mày quá đấy. Úi dồi, thôi xong rồi, hết giờ rồi. Rồi ơi, chán thế. Ê meo toàn bị cái thằng kia nó nuốt hết hàng của mình. Rồi, úi dồi, thua thằng kia luôn. What the fuck, thằng đấy nó hốt hết hàng của mình luôn mà.